Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ dạy bài đầu tiên trong phần Kanji Lưỡng Lân tập 1, là sách mà mình dịch cách đây khá là lâu rồi. Ở trên thị trường hiện tại thì các quyển sách đấy bây giờ chắc là không còn ai biết đến là do mình dịch nữa, và cũng có một số bản tham khảo khác. Thế nhưng mà có thể nói mình là người đầu tiên mà dịch cái quyển sách Kanji Lưỡng Lân tập 1 đấy. Thì trong sách Kanji Lưỡng Lân tập 1 ấy, nó có 3 phần. Phần thứ nhất là 10 bài Kanji N5, tiếp theo là 10 bài Kanji N4 và 12 bài kanji N3. Thì hôm nay chúng ta sẽ học bài số 2 trong phần kanji N3 đấy nhá. Bài số 1 thì lúc nãy khi mà soạn tài liệu thì mình lại làm mình lại quên, mình không lưu lại, cho nên là thôi chúng ta xem tạm từ bài số 2 nhá. Còn bài 1 thì khi mà mình hoàn thành lại cái phần tài liệu thì chúng ta sẽ học sau. Bài số 2 này là một bài rất là quan trọng, những chữ Hán trong bài này cực kỳ quan trọng. Nó là các chữ Hán thuộc chủ đề về tình cảm, cảm xúc, Kanjo. Chúng ta sẽ cùng xem 16 chữ Hán xuất hiện trong bài này. Đó là chữ Hán từ số 17 đến số 32. Chữ 17 là chữ tiếu, trong tiếu lâm là cười này. 18 là khắp, khấp, chữ khấp là khóc này. 19 là chữ nộ, là tức giận này, thịnh nộ này. 20 là chữ hạnh trong từ hạnh phúc này. 21 là chữ bi trong từ bi quan này. 22 là chữ khổ, đúng nhỉ? Nghĩa là đắng hoặc khổ cực này. 23 là chữ thống, nghĩa là đau. 24 là chữ sỉ, nghĩa là gì nhỉ? Chữ sỉ nghĩa là xấu hổ đúng không? Hay là sỉ nhục đấy. 25 là chữ gì đấy? 25 là chữ phối, nghĩa là phân phối, phân phát, lo lắng này. 26 là chữ khốn trong từ khốn đốn. 27 là chữ tân là cay này. 28 là chữ miên là ngủ, đúng nhỉ? Buồn ngủ. 29 là chữ tàn, tàn khốc đúng nhỉ? Tàn ác rồi thì tiếc nuối. 30 là chữ niệm trong từ kỷ niệm nhá, khái niệm. 31 là chữ cảm, cảm động, cảm xúc đúng nhỉ, cảm nghĩ, cảm tưởng vân vân. 32 là chữ tình trong từ gì nhỉ, tình cảm, tình báo, thông tin đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng chữ nhá. Trong như các bạn biết thì sách Kanji Lưỡng Lân tập 1 ấy, nó sẽ không có cái kết cấu như này, mà đây là mình làm lại đúng nhỉ, mình chỉnh lại kết cấu sách một chút. Thì các bạn có thể mình bỏ phần hình ảnh đi đúng nhỉ, thì nó không còn gọi là look and learn nữa, mà sẽ gọi thành read and learn. Đấy, mình nghĩ là khi mà học ở cấp dưới dưới ấy, như là N5, N4 thì chúng ta có thể dựa vào phần hình ảnh chúng ta nhớ. Thế nhưng mà lên các cấp cao thì chúng ta không nên dùng hình ảnh nữa. Do vậy là quyển Look and Learn tập 2 sắp tới mình sẽ bỏ hết phần hình ảnh đi và thay bằng những cái gì nhỉ? Những cái thông tin tham khảo, thông tin bổ sung hay là những cái kanji tương tự này để cho các bạn dễ nhớ hơn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vào này. Đầu tiên là chữ tiếu. Chữ tiếu ghép bởi phần bên trái. À xin lỗi, không phải phần trái mà phần trên là gì nhỉ? Là bộ trúc đúng không? Đây, các bạn nhìn thấy cái bộ này là bộ trúc này, và gì nhỉ, ở dưới là chữ thiên đúng không? Thì chúng ta có chữ cách nhớ là gì đây nhỉ, trúc đúng nhỉ, cô trúc ấy, trúc nhìn lên trời, thiên là trời đúng không, cười thầm đúng nhỉ, trúc nhìn lên trời cười thầm. Đây là cách nhớ của chữ tiếu nhé. Cách đọc của chữ này như sau, âm cun là đọc là wara hoặc là e trong từ wara, nghĩa là cười này, egao là tiếu nhan, là gương mặt tươi cười, gương mặt rạng rỡ. Hoemu đúng nhỉ, hoemu là vi tiếu, là mỉm cười, cười rất là gì nhỉ, cười rất là nhỏ ấy, đúng nhỉ, cười nhẹ. Chúng ta có chữ vi là trong từ vi lượng, nghĩa là nhỏ nhẹ. Nigawarai đúng nhỉ, nigawarai là khổ tiếu, là cười cay đắng. Đấy là âm cun của chữ tiếu. Còn âm ôn đọc là sho, ví dụ trong từ bakusho suru, bakusho suru có nghĩa là cười lớn. Chữ bạo, bạo tiếu đúng nhỉ, là cười lớn này, hay là từ gì đấy, hay là từ bisho. Bisho là vi tiếu, là sự mỉm cười. Trên này nó đọc là gì nhỉ? Nó đọc theo kiểu âm cun, đọc là hoemu đúng nhỉ? Nhưng mà đây dưới lại là âm ôn nhá, là bisho. Như vậy là chữ tiếu đọc là wara e hay là sho. Tham khảo này, chúng ta có một số cái từ láy trong tiếng Nhật nó được sử dụng để chỉ các sắc thái cười, ví dụ như là cười gera-gera đúng nhỉ? Cười gera-gera là cười rất là to, cười sảng khoái, cười ha hả, cười hô hố ấy đúng nhỉ? Trong tiếng tiếng Việt mình. Nico Nico là cười tủm tỉm nhá, cười tủm tỉm, cười không phát ra tiếng động lớn đúng không, chỉ tủm tỉm khúc khích cười thôi. Nia Nia là cười một cách nham hiểm đúng không, cười một cách bí ẩn đấy, có một ý đồ gì đó. Tiếp theo chúng ta có chữ khấp. Chữ khấp ghép bởi phần bên trái là bộ gì đấy, bộ phần bên trái là bộ thủy là nước, và phần bên phải là chữ lập là đứng đúng nhỉ. Thì chúng ta có thể nhớ được chữ này qua cách nhớ, đó là nước đúng không, nước mắt lập tuôn trào mỗi khi khóc đúng nhỉ. Đây là thủy là nước này, ba chấm thủy này, đây là lập là đứng này đúng nhỉ. Đấy, bạn lập này, nước mắt bạn lập
tuôn trào mỗi khi khóc. Chúng ta có chữ khóc đọc âm cơn là na trong từ na cự là khóc, động từ này nakigoe. Nakigoe có nghĩa là khớp thanh, tiếng khóc. Ureshinaki, ureshinaki là hỉ khóc, nghĩa là khóc vì vui sướng, quá sung sướng cho nên là khóc đấy, đúng nhỉ? Nakimushi là gì đây nhỉ? Không phải là con sâu, con bọ, con trùng hay khóc đâu, mà là đứa trẻ hay khóc nhá. Chúng ta có âm onyomi là q, thế nhưng mà rất là ít dùng, không dùng mấy, đọc chủ yếu là cái đọc âm kunyomi là na này thôi. Ví dụ trong từ gokyusuru là hiệu khóc, là khóc lóc than vãn. Chúng ta có một số cái chữ kanji tương tự chữ khớp này nhá, tức là nó có cái phần bên phải là bộ 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 gì nhỉ, bộ lập là đứng đây này. Ví dụ chúng ta có chữ vị này, thay cái bộ thủy này bằng bộ nhân đứng, được chữ vị trong từ vị trí địa vị. Hay là chữ lạp này, đúng nhỉ, chúng ta học ở N3 ấy, để tsubu đúng nhỉ, có nghĩa là hạt. Ví dụ ame tsubu là hạt mưa, hay là kome tsubu là hạt gạo, đúng không? Chữ lạc là bẻ gãy này, chúng ta thay cái bộ thủy này bằng bộ gì đấy, bằng bộ bộ thủ là cái tay, đúng không, thì được cái chữ đấy. Rồi tiếp theo các bạn có chữ nộ. Chữ nộ nhá, chữ nộ ở phần trên ấy, phần trên đây là chữ nữ với lại chữ hữu, đúng nhỉ? Hữu là ma tỏ đây, cái chữ này này, nên khi mà nó đứng một mình ấy, nó mang nghĩa là ma tỏ một lần nữa, đúng nhỉ, thêm lần nữa. Và khi nó ghép với chữ nữ thì được chữ nô, trong từ nô lệ. Thì ngày xưa là các nô lệ là những người mà lặp lại, là những các cô gái luôn luôn phải lặp đi lặp lại những cái hành động để phục dịch tầng lớp trên thống trị, đúng không? Thì được đấy là chữ nô nhá. Đấy, thì khi mà gì đây nhỉ? Khi mà các cô phải phục dịch như vậy thì trong thâm tâm các cô ấy, đúng nhỉ? Dưới là chữ tâm, đúng không? Là trái tim, cảm thấy rất là phẫn nộ, đúng nhỉ? Rất là điên tiết, bởi vì lúc nào cũng phải làm vất vả cực nhọc mà thân phận không ra gì như vậy. Thì đây có thể là cách nhớ của chúng ta. Cách nhớ đó là nô lệ, đúng nhỉ, trên là nô này, đây là nô, dưới là tâm. Nô lệ thì trong thâm tâm luôn cảm thấy phẫn nộ. Âm khương của chữ này đọc là oko hoặc là ika. Ví dụ trong từ động từ là okoru. Okoru là nổi giận, tức giận, điên tiết. Thế nhưng mà danh từ không đọc là okori mà nó lại là ikari, các bạn lưu ý nhé. Ikari, ikari là cơn giận, sự tức giận. Âm onyomi của chữ nộ là do, trong từ donaru. Donaru là gì nhỉ? Nộ minh có nghĩa là nổi trận lôi đình, hét lớn, quát to ấy. Đấy. Chúng ta có một số kanji tương tự, ví dụ đây là chữ nô, đây chữ nô các bạn thấy nó là chính là phần trên của chữ gì đấy, của chữ nộ này. Đấy, là chữ nô nhá, và dưới là chữ gì đây? Dưới là chữ nỗ, trong từ nỗ lực, đô điêu cự, đúng nhỉ? Thì nó có phần dưới là chữ lực và trên là nô. Các nô tỳ thì luôn luôn phải bỏ sức ra để nỗ lực làm việc, đúng không? Tiếp theo, chúng ta có chữ hạnh. Chữ hạnh này ghép bởi phần trên là cái gì các bạn nhỉ? Phần trên là bộ thổ, là đất, đúng không? Phần dưới nó gần giống cái chữ dương, bộ dương, con cừu, con dê. Thế nhưng mà lại mất một cái gạch ngang, rồi có thêm một gạch ngang nữa thì mới là cái đấy. Mình thấy giống cái chữ ký hiệu của đồng tiền yên ấy, đúng không? Thì mình chế là dưới đất, đúng không nhỉ? Đây là đất này, đấy, ở dưới đất đấy. Dưới đất có nhiều tiền, đúng không nhỉ? Nhiều tiền yên, nên là hạnh phúc vô biên, đúng không? Bây giờ thử đi vớ được khoảng mấy man yên ở dưới đất là đã thấy sướng lắm rồi. Âm cơn của chữ hạnh đó là siawa, đúng nhỉ? Saiwa và sachi. Ví dụ trong từ siawase na là tính từ đuôi na, có nghĩa là hạnh phúc. Cái này các bạn được học trong phần mimi N3, rất là quen thuộc cái tính từ này rồi, đúng không? Hay là saiwai, đúng nhỉ? Saiwai có nghĩa là saiwai là nghĩa là may mắn nhé. Sachi là hạnh, nghĩa là niềm hạnh phúc, thì từ này ít dùng hơn hai cái từ trên. Âm ghép của chữ hạnh đọc là cô, trong từ hư cô là bất hạnh này, cô hư cự là hạnh phúc, cô ưng là hạnh vận, có nghĩa là sự may mắn. Chúng ta có một câu chuyện rất là thú vị về chữ hạnh và chữ tân. Thì chữ tân nhá các bạn nhá, đây các bạn nhìn cái hình chữ tân này, lát nữa chúng ta cũng sẽ học kỹ, nhưng mà đây các bạn nhìn luôn đây, chữ tân nghĩa là đắng cay, đau đớn, nhưng chỉ cần một chút nữa thì sẽ thành chữ hạnh, nghĩa là hạnh phúc. Đây đúng không, các bạn thấy này, chữ tân này, chúng ta chỉ cần gạch thêm một cái nét gạch ngang vào, đúng không, thì được chữ hạnh. Đây, ví dụ các bạn nhìn chữ này, nó cho nó to dễ nhìn nhá, chúng ta xóa cái này đi này, xóa cái nét này đi thì được chữ tân, đúng không? Vậy tức là chữ tân chỉ cần thêm một cái nét gạch ngang trên cùng này được thì thành chữ hạnh. Đấy, chữ tân là đắng cay đau đớn, chỉ cần cố một chút nữa thì sẽ thành chữ hạnh, nghĩa là hạnh phúc. Ngược lại chữ hạnh, đúng nhỉ, chỉ cần mất đi một
chút, một nét lại biến thành chữ tân. Do vậy chúng ta thấy rằng là hạnh phúc hay là đau khổ thì đều có nguyên do của nó, đúng không? Do con người chúng ta đón nhận và xử lý như thế nào thôi, đúng nhỉ? Có thể từ hạnh phúc biến thành khổ đau, hay là từ khổ đau chuyển thành hạnh phúc một cách rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Thế nhưng mà cái người tìm ra cái cách đấy chỉ có thể là chúng ta thôi. Tiếp theo chúng ta có chữ bi. Chữ bi nhá, khá là dài. Chữ bi các bạn thấy ở trên, phần trên là bộ gì đấy? Phần trên là bộ phi, trong từ phi thường, đúng nhỉ? Hijoguchi. Phần dưới là bộ tâm, đúng nhỉ? Phần dưới là bộ tâm, nghĩa là trái tim. Thì câu chuyện để chúng ta nhớ đó là gì nhỉ? Một trái tim phi thường sẽ không bao giờ bi quan, đúng không? Trái tim là dưới này, phi chỉ là trên, là phi thường nhá. Một trái tim phi thường sẽ không bao giờ bi quan. Âm cương của chữ bi là kana, trong từ kanashi là buồn bã. Kanashimu dạng động từ là buồn phiền. Thông thường những cái tính từ mà diễn tả tình cảm, cảm xúc ấy, đúng nhỉ? Thì chúng ta nó có dạng tính từ lẫn động từ, ví dụ như là đau có itai, itamu, khổ có kanashi, kanashimu, đúng không? Đấy. Tương tự khổ là kurushi, kurushimu chứ. Tương tự đây là có kanashi và kanashimu nhá. Âm ôn của chữ bi là đọc là hi, ví dụ trong từ higeki là bi kịch. Hisana là tính từ đuôi na là bi thảm. Hikansuru là bi quan, cái này trong tiếng Việt mình có dùng. Ở đây là một cái phần thông tin tham khảo mà mình muốn các bạn xem thêm. Đó là gì nhỉ? Đó là sự khác nhau giữa một số tính từ mang nghĩa là buồn. Ví dụ các bạn có từ sabishi. Từ sabishi này là chữ tịch, đúng nhỉ? Chữ tịch này nhìn đơn giản này thôi nhưng mà đến tận N1 chúng ta mới học đấy. Sabishi nó mang nghĩa là buồn, cô đơn do sự thiếu vắng người hoặc vật khác, thường tạo cảm giác lẻ loi do chỉ có một mình. Đấy. Vì một mình nhá, cho nên là buồn đau thì dùng chữ đó. Kanashi nó mang nghĩa là cảm giác đau buồn đến mức như trái tim tan vỡ. Đa số trường hợp có thể dùng thay sabishi được. Thế nhưng mà nó không nhấn mạnh sắc thái cô đơn, đúng không? Tức là thì thường là buồn đau khi mất mát cái gì đó thì bạn sẽ sử dụng cái từ kanashi. Còn lại buồn do một mình các bạn dùng từ sabishi nhé. Còn từ samishi là một từ ít dùng hơn. Nó mang nghĩa buồn, cô đơn do sự thiếu vắng người hoặc vật khác. Cách sử dụng giống như là sabishi, đúng nhỉ? Từ cái định nghĩa đấy. Thế nhưng mà cái từ samishi, đúng nhỉ? Cái hán tự đấy nó ít dùng so với lại từ sabishi. Do vậy, khi nào mà muốn đặc biệt nhấn mạnh thì chúng ta sẽ sử dụng nó, đúng không? Đấy, nhấn mạnh về mặt cảm xúc, trống trải, đúng nhỉ? Hơn là mặt mặt vật lý, tức là mặt vật lý tức là chỉ là bên cạnh mình không có người đó, thế nhưng mà đây là trong khắc sâu rằng trong trái tim mình, đúng nhỉ? Rất là cô đơn. Đấy thì dùng cái từ samishi nhá. Và đặc biệt là trong bài hát thứ người ta hay dùng cái từ này rất là nhiều. Đấy là chữ bi của chúng ta. Tiếp theo, các bạn có chữ khổ. Chữ khổ ghép bởi phần trên là bộ gì đấy? Phần trên là bộ thảo, là cỏ, và phần dưới là bộ khổ, đúng không? Bộ khổ là à bộ cổ, xin lỗi, có nghĩa là cổ đại cũ, đúng nhỉ? Vậy thì chúng ta nhớ đó là phải ăn cỏ già, đúng nhỉ? Phải ăn thảo già, phải ăn cỏ già, thật là đau khổ, thật là khổ sở. Đấy thì cách nhớ của chúng ta là như thế nhá. Ngày xưa thì không có nhiều lựa chọn, đúng không? Do phải ăn rất là khổ sở ấy. Thì chúng ta có cách đọc âm cương của nó là đọc là ninga hoặc là kuru, ví dụ từ ningai là đắng, đúng nhỉ? Cái vị của thuốc ấy, hay là vị của thuốc đắng ấy, thì chúng ta dùng cái từ này. Ningate là khổ thủ, nghĩa là kém yếu, nó dùng tương tự như từ heta, đúng nhỉ? Và đôi khi là nó khi đi với người nó nghĩa là mình không thích người đó, đúng không? Ví dụ Tanaka-san ningate da, tức là tôi rất là khó chịu với thằng đó. Kurushi nghĩa là khổ cực, khổ sở nhá, đau khổ này. Động từ là kurushimu là khổ sở. Onyomi là cư, không có trường âm. Ví dụ từ kutsu là khổ thống, là đau khổ này. Kuro là khổ lao, nghĩa là gian khổ. Kujo là khổ tình, là sự than phiền. Thì cái từ kujo nó đồng nghĩa với từ mông cự, là chữ văn với chữ cú, đúng nhỉ? Hay là chữ kuremu. Kuremu từ cứng, chữ cứng có nghĩa là than phiền đấy. Các bạn sau này các bạn sẽ dùng những cái từ đồng nghĩa này ở phần thi từ vựng nhá, lưu ý. Chúng ta có kanji tương tự của chữ khổ, đấy là chữ nhược. Đây rất là giống, đúng không các bạn? Thế nhưng mà trên nó cũng trung bộ gì nhỉ? Trung bộ thảo và dưới gần gần giống nhau. Cái phần chữ khẩu vẫn giống như thế ấy, đúng nhỉ? Cái phần ngang giống, có mỗi cái này là nó vát sang, nó chéo sang, đây là chữ gì nhỉ? Phần dưới đây là chữ hữu, là bên phải, còn đây là chữ cổ, đúng không? Đấy các bạn lưu ý nhá. Tiếp theo chúng ta có chữ thống. Đây, cho cao lên một chút. Chữ thống này, chữ thống thì nó ghép bởi những cái gì nhỉ? Đây là bộ nạch. Bộ nạch đây là một bộ rất là quan trọng, nó chỉ các loại bệnh tật ấy.
Và phần dưới, đây phần dưới này các bạn thấy có chữ ma đúng không? Ma chữ cứng với lại chữ dũng. Chữ dụng, xin lỗi, trong từ sử dụng thì chúng ta có cách nhớ đó là gì đây nhỉ? À, ma sử dụng. Ma ấy, con ma đây này, nó hay sử dụng cái lối giữa, đúng nhỉ? Thì cái chữ này có nghĩa là nối lối giữa nhá. Đấy. Ma này sử dụng lối giữa. Bởi vì có một số chữ nữa cũng có cái bộ này nên các bạn có thể nhớ luôn cái cách nhớ chung của cái này là như vậy, đúng nhỉ? Ma nó hay sử dụng lối giữa. Và nó hơi bậy một chút nhưng mà để nhớ chữ thống nên là bệnh, đúng không nhỉ? Đây là chữ nạch này. Bệnh này làm chỗ giữa, đây là có nghĩa là giữa nhá, làm chỗ giữa bị đau, đúng không nhỉ? Bệnh này làm chỗ giữa bị đau, chả biết bệnh gì nữa. Bệnh bệnh. À, âm khưn là ita trong từ itai, itai có nghĩa là đau. Động danh tự, động từ là itamu. Đây mình không ghi ở đây nhưng mà có động từ là itamu nhá. Danh từ là itami là cơn đau, nỗi đau. Itami dome là thống chỉ, là thuốc giảm đau. Âm khưn của chữ thống đọc là chư, ví dụ trong từ zutsu. Zutsu là đầu thống, là đau đầu này. Kutsu. Kutsu là khổ thống, là đau khổ này. Fukutsu là phúc thống, là đau bụng. Và từ yotsu. Yotsu là chữ yêu và chữ thống, nghĩa là đau lưng. Thì có một số kanji tương tự nó, ví dụ chữ thông. Đây, nó ghép bởi bộ gì nhỉ? Cái chữ dũng với lại chữ thợ, chữ chữ bộ xước là con đường ấy, đúng không? Thông trong từ thông qua, giao thông này. Hay là chữ này là chữ dũng nhảy, đúng không nhỉ? Con ma nó dùng chân khi nhảy đấy. Các bạn lưu ý nhé, odoru đấy. Tiếp theo chúng ta có chữ sỉ. Chữ sỉ ghép bởi bộ gì đấy? Ghép bởi bộ nhĩ là cái tai. Và bên phải là bộ tâm, là trái tim, đúng không? Thì chúng ta có cách nhớ đấy là tình cảm ấy, đúng nhỉ? Trong thâm tâm mà đến tai người ấy thì thật là xấu hổ. Nhiều khi mình yêu đơn phương một người, đúng không? Mình không muốn ai nói cho ai biết, mình không có dũng cảm để nói cho người ta. Thế nhưng mà khi mà những cái lời trong trái tim mình ấy mà đến tai người đấy, đúng không nhỉ, bị cái bọn bạn thân chẳng hạn, đúng không nhỉ, nó nói cho người đấy biết ấy, thì mình cảm thấy rất là xấu hổ, đúng không? Các bạn đã từng trải qua cảm giác đi chưa? Âm khơn này đọc là ha hoặc là haji, ví dụ từ hazukashi là xấu hổ, haji là sự xấu hổ này. Cái là hình như là đề thi N2 tháng mấy nhỉ, tháng 12 năm 2019 à 18 là sẽ là ra cái từ cách đọc của chữ haji này, tháng 12 hay là tháng 7 năm 2019 mình không nhớ lắm. Hazukashi ga được có nghĩa là bẽn lẽn rụt rè nhá, nó dùng để thể hiện tính cách của người khác. Hajiru là xấu hổ, ngượng. Haji shirazu đây là chữ chi đúng không? Shirazu chính là shiranai, là không biết đấy, không biết xấu hổ. Ghép âm chữ sỉ đọc là chi, viết trong từ shu chi shin là cảm giác xấu hổ, tu sỉ tâm, nhưng mà cái từ này thì không hay dùng lắm, các bạn lưu ý. Tiếp theo đây có cái này không có cái phần gì bổ sung tham khảo cả. Chữ phối ghép bởi phần bên trái là bộ dậu. Bộ dậu nó chính là con gà trong tiếng Việt mình đó. Thế nhưng mà thực ra ấy, mình thấy thì nó cũng không giống con gà lắm mà nó giống cái bình rượu hơn, và không hiểu sao những cái chữ liên quan đến rượu thì đều có cái hình cái bình này, do vậy mình gọi đây là cái bình rượu, đúng không nhỉ? Vậy thì nó ghép bởi phần bên trái là bộ bình rượu và phần bên phải là bộ kỷ, đúng không? Cho từ tự kỷ thì mình nhớ như nào, đó là phân phối, đúng không nhỉ? Toàn chữ này là chữ phối nhá. Phân phối rượu thì đừng cho đứa tự kỷ làm, đúng không? Đây là gì đây nhỉ? Đây là phân phối này, đây là tự kỷ này. Phân phối rượu thì đừng có cho đứa tự kỷ nó làm. Đấy. Âm khơn đọc là kuba trong từ kubaru, nghĩa là phân phát. Âm ôn đọc là hai hay là pai, tùy, đúng nhỉ? Ví dụ trong từ simpai, simpai suru là tâm phối, nghĩa là lo lắng. Simpai nó là cả danh, cả động, cả tính đấy, đúng nhỉ? Nó tính từ đôi na, nó là động từ và nó là danh từ, một từ khá là đặc biệt. Hai tats là phối đạt, nghĩa là sự phân phát, sự giao hàng. Trong từ có ship, từ shipper đúng không nhỉ? Hai tắt chữ jin ấy là người giao hàng nhá. Chi hai là chi phối, chữ chi và chữ phối. Taku hai bin là trạch phối tiện, dịch vụ chuyển hàng tận nhà. Và gì nhỉ? Hai gư xạ là phối ngẫu giả, có nghĩa là người phối ngẫu, người vợ chồng, người kết hôn với mình ấy. Thì chúng ta có một số kanji tương tự nó, ví dụ đây là chữ ký, đúng không? Chữ ký nó gồm bên trái là bộ gì nhỉ? Bên trái là bộ ngôn và bên phải là bộ kỷ, đúng không nhỉ? Ký trong nghĩa là viết, nhật ký, ký giả đấy. Đây là chữ kỷ, đúng không? Đây là chữ kỷ thay bộ bình rượu này bằng bộ gì? Bằng bộ mịch trong từ thế kỷ.
Đây là chữ phi thay bằng bộ nữ đúng nhỉ, được từ phi trong từ phi tần. Tiếp theo chúng ta có bộ, có chữ khốn. Chữ khốn ghép bởi gì nhỉ? Ghép bởi phần bên ngoài đúng không? Phần bên ngoài là bộ vi có nghĩa là vây, và phần bên trong là cái cây đúng nhỉ? Cái cây nó đang mọc tự do như vậy, tự nhiên vây hãm nó lại khiến nó rất là khốn khổ đúng nhỉ? Thì cách nhớ đấy là cây bị vây thật là khốn đốn đúng không? Cái cây này nó bị vây này. Đấy, thật là khốn đốn, thật là khổ sở nhá. Âm cưn của chữ này đọc là koma trong từ komaru, nghĩa là khó khăn. Âm on yomi đọc là kon. Ví dụ trong từ konana, konana chữ là khốn nạn. Thế nhưng mà nó không mang sắc thái nghĩa giống như tiếng Việt. Ở trong tiếng Việt mình nếu mà khốn nạn thì nó hay là câu chửi thề đúng không? Hoặc là một cái người có tính cách không, có tính cách rất là vô vô ý thức, vô học đúng không nhỉ? Đấy. Sự hành xử không ra gì ấy. Thì đấy là trong tiếng Việt. Thế nhưng mà trong tiếng Nhật thì Conan nó mang nghĩa là rắc rối, khó khăn nhá. Hay từ Hinkon, Hinkon là bần khốn nghĩa là nghèo khó này. Kongwak là khốn hoặc nghĩa là bối rối. Một số kanji tương tự chúng ta có đó là chữ tù đúng nhỉ? Chữ tù đây nó cũng na ná cái chữ này. Thì ở trong nó là gì đây? Trong nó là bộ nhân và ngoài nó là bộ vi. Thì người mà bị vây quanh bốn bức tường chính là người bị cầm tù đúng không? Hay đây là chữ nhân đúng nhỉ? Nhân ở trong là chữ đại và ngoài là bộ chữ vi, bộ vi. Nhân này trong từ nguyên nhân nhé, gen in, các bạn lưu ý. Tiếp theo chúng ta có chữ tân. Đây cái chữ tân mà nãy mình vừa kể đấy. Thì nó ghép ở phần trên là, đây phần trên này chúng ta có thể coi nó giống như bộ lập đúng không nhỉ? Bộ lập là đứng này, dưới là chữ thập là 10 đúng không? Cái cách nhớ này thì mình quên mất mình chưa có sửa đúng không nhỉ? Chúng ta sửa lại một chút nhé, không phải là mắt hay trực tiếp gì cả. Đây là cái cách nhớ mà của chữ khác. Thì chúng ta có thể nhớ là gì đây nhỉ? Đứng đúng nhỉ? Đứng 10 tiếng thật là gì nhỉ? Thật là cay đắng đúng không? Bị bắt đứng 10 tiếng, đây là trên là đứng này, dưới là 10 này. Đứng 10 phút chưa ăn thua, phải 10 tiếng đúng không? Đấy, phải đứng 10 tiếng thật là cay đắng, thật là đau đớn. Thì chúng ta có chữ này đọc âm kun là kara trong từ karai có nghĩa là cay. Shiokarai, shiokarai là diêm tân, chữ gì nhỉ? Chữ 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 diêm là muối đấy, ghép vậy chữ này lại ra mặn, hiện mình cũng không hiểu tại sao mà người Nhật lại ghép hai cái này ra và ra chữ mặn, giống từ shopai là mặn đấy. Karashi là chữ tân với chữ tử là một loại mù tạt dùng để làm gia vị. Hay là togarashi, togarashi không phải là mù tạt nhé, đây cũng quên mất chưa sửa này, nó là chữ đường tân tử có nghĩa là ớt đúng nhỉ, ớt tươi mà chúng ta ăn ấy thì là togarashi, chữ đường trong từ nhà đường đúng nhỉ. Âm ôn yomi của chữ tân này đọc là xin, ví dụ trong từ cô xin điều, cô xin điều có nghĩa là hương tân liệu, là chất tạo vị cay, gia vị cay. Hay là simbo, simbo là chữ tân bão nghĩa là kiên nhẫn, nó giống từ gì nhỉ, nó giống từ gaman ấy, gaman suru. Ví dụ như người giỏi kiên nhẫn, giỏi chịu đựng có hai cách nói, một là gaman gaman zuyoi, hay là simbo zuyoi đúng nhỉ. Và đặc biệt chữ tân này có cách đọc đặc biệt đấy là tsurai. Tsurai là tân, đau đớn đúng không, nghĩa là đau đớn. Thì các bạn thấy rõ ràng là cùng là chữ tân, thế nhưng mà cùng viết là như này nhỉ, chữ tân xong có cái đuôi y nó thò ra đúng không, đây cũng vậy, nhưng một cái đọc là karai, một cái đọc là tsurai. Vậy thì chúng ta phân biệt như nào? Đó là chúng ta sẽ dựa vào ngữ cảnh để phân biệt nhé. Nếu để nói về món ăn ấy, thì sẽ đọc là karai, còn nếu nói về tâm trạng, cảm giác vân vân ngoài món ăn thì đọc là tsurai. Ví dụ kono ryori wa totemo đúng nhỉ, nó viết như này thì đây là món ăn thì mình chắc chắn phải đọc là karai đúng nhỉ. Thế nhưng mà ví dụ nhá, nó viết như này tachiba ni iru, đang ở trong một vị trí, một lập trường rất là gì đó đúng nhỉ, rất là cay đắng, rất là khổ sở, rất là khó xử, thì mình sẽ phải đọc là tsurai, không đọc là karai các bạn nhé. Đấy là lưu ý phân biệt giữa karai và tsurai là như vậy. Tiếp theo chúng ta có chữ miên. Chữ miên ghép bởi phần bên trái là bộ gì đấy, bộ mục là mắt, phần bên phải là gì nhỉ, phần bên phải là chữ dân đúng không, dân trong từ nông dân ấy, ngư dân vân vân. Thì chúng ta có cách nhớ chữ dân đấy là gì nhỉ, cách nhớ chữ miên là gì, mắt đây là mắt này, mắt dân đây là dân, mắt dân như bị thôi miên vậy đúng không nhỉ, mắt người dân như bị thôi miên vậy. Âm khương yomi của chữ dân, của chữ miên này là nemu trong từ nemui nghĩa là buồn ngủ này, động từ là nemuru là ngủ, inemuri là ngủ gật, chữ cư và chữ miên. Âm onyomi là min, ví dụ suimin, thụy miên là giấc ngủ này, thomin là đông miên là ngủ đông. Và bạn nào xem anime sẽ thấy có từ gì nhỉ, saimin jutsu đúng nhỉ, nghĩa là thôi miên thuật, là thuật thôi miên nhá. Đấy, vậy thì các bạn sẽ đặt câu hỏi là vậy thì cái từ
Miên này, nề mư rự này với lại nê rự khác gì nhau? Thì nê rự của chúng ta ngủ kiểu ngủ nằm trên giường, đúng nghĩa nó nói về cái hoạt động yoko nina rự là nằm xuống và ngủ nghe một cách gọi là tử tế cẩn thận. Còn từ nề mư rự ấy, nó kiểu như là ngủ gật ấy, đúng không nhỉ? Đấy. Tiếp theo chúng ta có kanji tương tự, đây là chữ nhãn đúng không? Chữ miên này các bạn thấy nó khác nhau rất là ít, cùng có cái bộ thì đấy, cùng có cái bộ mộc nhá, và cái bộ chữ miên, chữ dân này với lại chữ 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 bộ bộ cấn quả bói này rất là giống nhau đúng không nhỉ? Nhãn này là manako, là con mắt, nhãn quang, chúng ta sẽ học ở kanji N1 nhá. Tiếp theo chúng ta có chữ tàn. Chữ tàn ghép bởi phần bên trái là bộ bộ ngạt, đây là cái bộ ngạt đây này, bộ ngạt giống một chữ nhất với lại chữ đa này. À không phải chữ đa mà là chữ ta chứ, chữ chữ tịch trong từ buổi tối đúng nhỉ? Thì đây là bộ ngạt là xương tàn, và đây là gì nhỉ? Đây là bộ đây là bộ qua là giáo mác, lại có bộ nhị nữa là hai cái. Thực ra cái phần này chính là cái phần giản thể thôi nhá, phồn thể của nó ấy là sẽ là hai bộ qua chồng lên nhau đúng nhỉ? Trên có một bộ qua và dưới có một bộ qua nữa, thì người ta viết ngắn gọn thành như thế này, thành hai cái bộ qua như vậy. Thì chúng ta có đây là chữ tàn, vậy câu chuyện để nhớ là gì? Chỉ còn một bộ xương đúng không nhỉ, và hai cây giáo. Chiến tranh thật là tàn khốc đúng không? Đấy, đây chính xác là câu chuyện của chữ tàn luôn nhá. Thì sau khi mà có chiến tranh thì chỉ còn lại là xương người chết thôi và các loại giáo mác thôi, các loại vũ khí thôi đúng nhỉ? Thì âm cương của chữ tàn là noko, trong từ nokoru là tự động từ, nghĩa là còn lại, sót lại. Âm onyomi là, à xin lỗi, tha động từ là nokos, có nghĩa là để lại, làm sót lại. Nokori là phần còn lại. Nokorazu là tất cả toàn bộ, không sót lại một tí nào, nó giống như là zenbu hay là sbete ấy. Đấy, mina. Âm onyomi của chữ tàn đấy là jan, ví dụ trong từ janenna. Janenna là chữ tàn niệm, nghĩa là đáng tiếc. Jangyo là tàn nghiệp, nghĩa là làm thêm, làm ngoài giờ. Jangkoku là tàn khốc, đúng nhỉ? Đây đây không phải là chữ tàn khốc các bạn nhé, đây là chữ tàn với lại chữ gì nhỉ? Đây là chữ tàn với lại chữ nghiệp, jangyo nó là khác cơ. Tại sao lại mắc nhiều lỗi sai như này? Bởi vì cái này này nó là gõ ra đúng nhỉ? Gõ ra thì khi mà gõ ấy, thì mình để cho nó nhanh, mình sẽ copy những cách đọc của những cái chữ khác mình cho xuống rồi sau khi đó mình sửa thôi. Nhưng mà đôi lúc thì mình bị quên, bị cuống mất, mình quên mất mình không sửa nên là hay bị sai như này. Thì có gì các bạn lưu ý cái phần mình chú thích thêm nhé. Đấy. Và mình sẽ cố gắng khắc phục ở trong những cái video sau không bị sai nhiều như cái video này nữa. Tham khảo này, các kanji tương tự chúng ta có đây là chữ thiển, ghép bởi phần gì đấy, ghép bởi phần bên trái là bộ thủy là nước và phần bên phải là hai cái qua đấy đúng nhỉ, là chữ thiển này nghĩa là nông này, thiển cận. Chữ tiễn trong từ thực tiễn, jisen, cái chữ tiễn này có mỗi trong từ thực tiễn thôi, không còn có trong một cái từ nào khác nữa. Jisen là thực tiễn đấy đúng nhỉ, ghép bởi bộ bộ gì nhỉ, bộ túc là cái chân và là gì đấy, và bộ gì, bộ hai chữ qua ghép với nhau đúng nhỉ. Đây là chữ sạn, trong từ khách sạn, bến tàu ấy, ghép bởi bộ mộc là cái cây với lại cái bộ hai qua này nhá. Đấy là cái chữ tam mà chúng ta lưu ý. Tiếp theo chúng ta có chữ niệm. Chữ niệm này ghép bởi gì đây? Ghép bởi phần trên là chữ kim, im là bây giờ, và dưới là bộ tâm là trái tim. Còn gì đây nhỉ? Cách nhớ của nó là bây giờ trong trái tim tôi ngập tràn kỷ niệm đúng không? Trên là gì đấy? Trên là kim là bây giờ nhá, dưới là gì nhỉ? Dưới là tâm là trái tim. Thì chúng ta có thể nhớ là bây giờ ấy trong trái tim tôi ngập tràn kỷ niệm. Cách đọc đúng nhỉ? Cách đọc của chữ này, âm cương thì nó không có, còn âm ôn là nên với trong từ janen. Janen là tàn niệm, nghĩa là tiếc nuối này. Kinen là kỷ niệm. Kinenbi là ngày kỷ niệm. Nengen là niệm nguyện, nghĩa là tâm nguyện. Munen chữ vô với chữ niệm, nghĩa là ân hận. Gainen là khái niệm. Đây kéo xuống một chút. Đan nên sư là đoạn niệm, nghĩa là từ bỏ. Xin nên tín niệm là nó, lòng tin. Đấy là một số từ mà đi kèm với chữ niệm, các bạn lưu ý nhé. Tiếp theo chúng ta có chữ cảm. Chữ cảm ghép bởi bộ gì nhỉ? Thực ra nói bộ thì nó rất là lằng nhằng này, mình không phân tích bộ của chữ cảm này bởi vì nó quá là lằng nhằng. Nếu mà chi ly nó gồm bộ 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 tuất là con chó đây, bộ tuất là bộ này này, với lại một cái gạch ngang này với khẩu đúng nhỉ, ở trên và dưới là chữ tâm. Thế nhưng mà cái này thì mình không nhớ như vậy, mình những cái chữ nào mà quá lằng nhằng phức tạp thì mình nghĩ là chúng ta nên xem nhiều lần, chúng ta đọc nhiều lần
chúng ta tập viết thì chúng ta sẽ nhớ thôi. Chiết chế câu chuyện là nhiều khi còn dài hơn cả cái cách chúng ta làm bình thường để nhớ. Thì chúng ta có chữ cảm này không có âm cư thường dụng, âm ôn của nó là can. Ví dụ từ kanjiru là động từ có nghĩa là cảm thấy này, kanji là cảm giác, đồng âm với lại chữ Hán đấy đúng không? Kando suru là cảm động, kansha là cảm tạ, kanso là cảm tưởng, kangeki suru là cảm kích, cảm động đúng nhỉ, cảm xúc, xúc động. Kanshin suru là cảm tâm khâm phục ngưỡng mộ. Ngoài ra còn khá là nhiều chữ đi kèm với cảm nữa. Ví dụ trong từ chúng ta có từ kankaku là cảm giác đúng không, hay là từ kanshoku cảm xúc nhá. Đấy, đấy là một số từ mà các bạn lưu ý. Kanjo là cảm tình đấy, thì ở dưới chúng ta sẽ học chữ tình, sẽ có một số kanji tương tự của chữ cảm. Ví dụ đây là chữ cảm này, đây là chữ hoặc. Đây các bạn thấy chữ hoặc nó rất là giống chữ cảm đúng không, mà nó thiếu một cái phần gì nhỉ, phần kéo xuống một chút này, và nó đảo cái thứ tự của cái số 1, kiểu giống số 1 với số 0 này ấy. Đây là chữ hoặc trong từ mê hoặc, có nghĩa là phiền phức rắc rối ấy, đúng không, hay là từ nghi hoặc, nghi ngờ, ghi hoa cự nhá. Một số cái chữ gần gần giống đó là chữ giảm trong từ giảm thiểu, heru, heras đúng nhỉ, gensho, suru này, hay là chữ diệt, hộ chữ diệt trong từ hủy diệt, tuyệt diệt, học trong N1. Đấy là một số cái các bạn cần lưu ý. Chữ cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay đấy là chữ tình. Chữ tình ghép bởi phần bên trái là bộ tâm, nghĩa là trái tim, và phần bên phải là chữ gì nhỉ, phần bên phải là chữ thanh, nghĩa là xanh đúng không, thanh niên. Thì mình nhớ cái chữ này bằng cách đó là tim đúng nhỉ, đây là tim nhá, tim cậu thanh niên dạt dào tình cảm đúng nhỉ, tim này cậu thanh niên dạt dào tình cảm. Âm cương của chữ thanh, của chữ tình này là nasa trong từ nasake, nghĩa là sự cảm thông đúng nhỉ, hoặc là ân đúng nhỉ, ân nghĩa đấy. Một từ khác đấy là dạng tính từ là nasakenai. Nasakenai không phải là động từ thể nai mà là tính từ đuôi y nhé các bạn nhé. Nasakenai nghĩa là đáng thương, thảm hại, ê chề đúng nhỉ. Chả hiểu sao chữ tình lại là như thế. Âm ôn của chữ này đọc là jo, c hay là j, ví dụ đọc nhiều nhất là jo. Ví dụ trong từ kanjo, kanjo là cảm tình, nghĩa là tình cảm này. Joho là tình báo, thông tin. Kujo là khổ tình, lời phàn nàn. Yujo là hữu tình, tình bạn. Hay là Aijo là ái tình, nghĩa là tình yêu thương đúng nhỉ. Và trong từ là chữ phong, chữ tình đó là Fuze là phong tình, nghĩa là thi vị. Đấy, đấy là không đọc là Jo đâu các bạn nhé, không đọc là Phư trường âm và Jo đâu, mà đọc là Phư, Phư không trường âm đúng nhỉ, Fuze. Một số kanji tương tự, ví dụ chúng ta có chữ, đây là chữ tình đúng không nhỉ, tình nghĩa là Hare, Hare ấy, trời xanh. Chúng ta ghép bởi bộ nhật với lại chữ thanh đúng không, ngày ngày nắng thì đương nhiên trời sẽ xanh rồi. Đây là chữ thỉnh đúng nhỉ, ghép bởi bộ ngôn và chữ thanh. Thỉnh này trong từ thỉnh cầu. Đây là chữ thanh trong từ thanh thanh khiết đúng nhỉ, seketsu kiyoi, đây là thanh trong nghĩa là sạch nhá. Và đây là chữ tĩnh shizuka, nghĩa là yên tĩnh, tĩnh dưỡng, ghép bởi bộ thanh và chữ chanh. Đấy, đấy là những cái chữ kanji mà chúng ta học ngày hôm nay. Thì các bạn xem thật kỹ bài giảng để các bạn nhớ lại cách đọc, cách viết, cũng như những từ vựng, những cái chú ý liên quan nhé. Đó, và nếu mà các bạn có nhu cầu thì sắp tới mình sẽ mở khóa, mình đang không phải sắp tới mà mình đang mở một khóa online N3, và hiện tại là đang có 10 bạn rồi. Thì đến ngày 30 tháng 12 là sẽ ngừng nhận đăng ký. Thì nếu mà các bạn muốn học chi tiết đầy đủ các phần ngữ pháp, từ vựng kanji, nghe hiểu, đọc hiểu giống như là mình đang dạy như thế này, thì các bạn có thể đăng ký sớm nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Chào và tạm biệt các bạn.